Vâng, xin cảm ơn rất nhiều giọng hát của bạn Ngọc Lan đã gửi chúng ta những ca khúc rất hay trong ngày hôm nay. Và tiếp đến chương trình tổ chức mong khách đến chung vui ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình văn nghệ bằng cách đăng ký những bài hát để giao lưu cùng chương trình ngày hôm nay ạ. Xin mời quý vị.